Nếu quý anh chị đang phân vân không biết tìm mua một bất động sản nghỉ dưỡng ở đâu thì đây có thể sẽ là sự lựa chọn hợp lý dành cho quý anh chị. Lô đất có hướng Đông Nam với tổng diện tích là 2.858m², trong đó có 400m² đất ONT với chiều dài tiếp giáp mặt nước hơn 100m thì quý anh chị có thể dựng lên đó vài căn bungalow. Nằm trên cửa ngõ giao đập của ba xã Sơn Hải, Mộ Đáp, Tân Sơn thuộc vùng lòng hồ Cẩm Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang thì đây có thể coi là một vị trí đắc địa nhất của hồ. Vị trí lô đất cách thị trấn Chủ khoảng 30 km, cách thành phố Bắc Giang khoảng 70 km, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 100 km. Để di chuyển vào đất thì anh chị có thể sử dụng các phương tiện như thuyền, xuồng, xe máy hoặc các loại xe ô tô gầm cao. Chỉ với giá khoảng 750.000 trên 1m² thì anh chị đã có thể sở hữu được tuyệt phẩm nghỉ dưỡng này. Để có cái nhìn chân thực hơn thì xin mời quý anh chị hãy cùng ngắm tiếp tuyệt phẩm